Thưa quý vị, liên quan tới tình trạng mặt đường hư hỏng xuống cấp trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai mà nhiều phương tiện phản ánh những ngày qua, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC khẳng định hiện việc sửa chữa đang được tiến hành và sẽ hoàn thành trong tháng 12 năm nay. Ghi nhận của VTC14. Đây là gói thầu cuối cùng trong năm 2022 sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai được Tổng công ty Đầu tư Phát triển Cao tốc Việt Nam tổ chức đấu thầu triển khai qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc với chiều dài khoảng 30 km, tổng diện tích mặt đường phải xử lý khoảng 70.000 m2. VEC khẳng định trước đó đã hoàn thành việc sửa chữa 3 gói thầu trong tổng số 4 gói thầu phải triển khai trong năm nay. Các cái điểm hư hỏng sửa chữa cũng đã được triển khai hoàn thành 3 cái gói thầu này. Và hiện nay thì cây số từ mét 0 cho đến 48 thì hiện nay thì chúng tôi đang sửa chữa như tinh thần máy hiện nay đang thi công. Và dự kiến là cũng khoảng hết đến cuối năm, hết năm 2022 thì cũng 4 cái gói thầu sửa chữa này là cũng đã sẽ hoàn thành. Thế còn sang năm 2023 thì các cái điểm mà phát sinh hư hỏng còn lại thì chúng tôi cũng tiếp tục sửa chữa vào năm 2023. Cũng theo ông Cường, trong năm qua, tổng diện tích mặt đường phải sửa chữa trên tuyến khoảng 200.000 m2. Việc chậm trễ triển khai khắc phục mặt đường, theo ông Cường là do trình tự làm hồ sơ, thủ tục đấu thầu hiện nay khá mất thời gian. Trên 500 triệu, đấy, sửa chữa thì cũng phải lập báo cáo hoặc là lập dự án đầu tư theo đúng quy định của một trình tự một cái dự án đầu tư xây dựng mới. Do vậy mà các cái bước liên quan đến khảo sát rồi tư vấn rồi đấu thầu lựa chọn nhà thầu tất cả thứ nó cũng cần có những cái trình tự thời gian. Do vậy mà cái tính đáp ứng về sửa chữa mà ngay và luôn là nó cũng có những cái bị chậm trễ. Thì đấy là cái khó khăn. Ghi nhận của VTC14 tại khu vực đang sửa chữa, cải tạo mặt đường hiện đang được các nhà thầu thi công tư vấn giám sát ứng trực, kiểm soát chặt chẽ về mặt chất lượng. Hình thức sửa chữa mặt đường là tái chế vật liệu tại khu vực thi công, tiết kiệm được khoảng 20% chi phí. Thời gian sửa chữa của chúng tôi là tới ngày 25 tháng 12 là xong, tiến độ là 2 tháng. Là cái phương châm mà của cái thi công trên cao tốc là đơn vị thi công chúng tôi là cái phương châm đề cao nhất là đảm bảo an toàn giao thông, là không để xảy ra tai nạn và để cho lưu lượng xe thông được thông suốt. Bám theo cái tiêu chuẩn của Pin Vi Phạm mà làm, nhưng thực tế là phải linh động trong nhà thầu, góc độ đảm bảo thế nào đó phải đảm bảo yêu cầu là cho triển khai. Tức là về cái thủ tục giấy tờ thì tôi sẽ bỏ qua một cái vấn đề khác, nhưng mà vấn đề chất lượng về là không thể bỏ qua được. Thì trên cái tiết diện thi công nó là một ngay tối thiểu là khoảng 400 mét thì nằm trong cái phép cho phép rồi, thì tương đương tầm khoảng 1,5 đến 1,6 m2 thì vẫn đáp ứng được yêu cầu tiến độ. Cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng chiều dài 245 km, đi qua 5 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai. Đáng chú ý, sau hơn 8 năm tuyến cao tốc này đưa vào sử dụng, mặc dù được duy tu bảo dưỡng thường xuyên, nhưng với việc hàng ngày tiếp nhận số lượng phương tiện có trọng tải lớn đã và đang dẫn đến một số hạng mục khiến mặt đường bị xuống cấp, hư hỏng.